Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trong video trước thì mình đã giới thiệu cho anh em một cái cấu hình để anh em có thể chơi game dành cho sinh viên. Cụ thể cấu hình đấy là CPU Intel Core i5-13400 và RTX 30608GB. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một mẫu PC nữa mà mình thấy cấu hình cũng là rất tốt. Một mẫu CPU có thể là anh em gần như sẽ không để ý, bởi vì đây là một trong những mẫu CPU rất tốt mà mọi năm gần như chúng ta sẽ không thấy. Cụ thể là CPU Intel Core i5-13500. Thông thường thì giữa các cái dòng các cái thế hệ Gen như kiểu là Gen 11, Gen 12 thì các cái dòng i5-500 này mọi người sẽ bỏ qua hoặc là rất ít người mua, bởi vì thứ nhất là xung nhịp nó sẽ chỉ cải thiện một chút xíu thôi, trong khi mức giá nó sẽ chênh khá khá khi so với cái dòng 400. Nhưng năm nay câu chuyện đấy lại khác, chúng ta đã có một mẫu CPU Intel Core i5 có 6 nhân P core và 8 nhân E core, một lượng nhân là cực kỳ lớn. Khi mà mình chấm điểm ra thì cái điểm số sẽ đặt loanh quanh khoảng chừng là hơn 20.000 điểm Cinebench R23. Tức là khi mà đặt lên bàn cờ so sánh thì cái mẫu CPU này hoàn toàn có thể so sánh được khi so với CPU Intel Core 72700 qua hoặc là Intel Core i5-12600K. Nói chung là anh em so sánh mẫu CPU nào cũng được, nó sẽ nằm ở giữa cái khoảng hiệu năng đấy và chắc chắn sẽ là một món hời dành cho anh em. Thì với cái lượng nhân lớn như vậy thì anh em sẽ quan tâm đến cái yếu tố là hệ thống tản nhiệt theo kèm sẽ là như nào. Thì ở đây mình sử dụng tản nhiệt khí rồi, mình sẽ không sử dụng tản nhiệt stock, bởi vì chắc chắn tản nhiệt stock sẽ không thể nào mà tản cho người đấy nhân được. Thay vào đấy thì mình sử dụng một hệ thống tản nhiệt đến từ ID Cooling. Thì một mẫu CPU có nhiều nhân và ID Cooling vẫn có thể tản được. Thì mình cũng đã có thử test bằng Cinebench R23 trong vòng 10 phút thì cái nhiệt độ cao nhất đạt được là 80 độ C. Tức là khi mà anh em sử dụng ở trong phòng, một cái căn phòng bình thường mà anh em sử dụng ấy, anh em lắp thêm quạt giống như mình thì cái nhiệt độ sẽ cao nhất đấy sẽ là 80 độ C. Còn khi mà chúng ta sử dụng để mà chơi game thông thường sẽ khoảng từ 53 đến khoảng chừng là 60 độ C. Nói chung là mát mẻ. Tất nhiên thì mình cũng sẽ cần phải lưu ý dành cho anh em. Ở đây thì cái nhiệt độ của CPU cũng như cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố bo mạch chủ nữa. Thì bo mạch chủ được mình sử dụng ở đây là B660 TF Gaming đã được mình update bài hột mới nhất, và mỗi mẫu bo mạch chủ sẽ có cái cách tiêu thụ khác nhau. Thì cái mẫu bo mạch chủ này sẽ tiêu thụ, sẽ cho con CPU Intel Core i5 này sẽ ăn khoảng chừng là 130W khi mà chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu là test thử đấy, còn khi mà chơi game hay là làm việc khác thì chắc chắn nó sẽ ít hơn. Và một khía cạnh nữa nếu anh em nào quan tâm đó chính là về cái hướng xử lý đơn nhân thì sao. Khi mà mình test bằng Cinebench R23 đơn nhân thì cái CPU này sẽ tiêu thụ khoảng chừng là 30W. Nói chung là anh em sẽ không cần phải lăn tăn liên quan đến vấn đề nhiệt độ cũng như cái điện năng tiêu thụ của cái dòng 13500 này. Anh em có thể cắm vào, và nếu như anh em nào mà không hiểu biết rõ quá nhiều thì cũng không cần phải tối ưu, hoặc là anh em nào vẫn muốn tối ưu tốt hơn thì cũng có thể là để bên mình tối ưu hộ cho anh em nhé. Còn về thành phần card đồ họa thì sao? Thì ở đây là một phiên bản là RTX 3080 Ti. Mình đồng ý với anh em một điều rằng bây giờ chúng ta đã có rất nhiều những phiên bản như là 4080 và 4090. Tuy nhiên anh em hãy nhìn vào cái mức giá của những sản phẩm như vậy, mức giá sẽ nói chung là sẽ không phải cái dễ chịu để cho anh em tiếp cận. Thay vào đấy những cái dòng 3000 series bây giờ đang liên tục giảm giá, vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn một phiên bản để có thể sử dụng? Thì với RTX 3080 Ti thì để mà chơi game thì chắc chắn là những tựa game trên thị trường hiện tại sẽ không thể có thể làm khó được em này. Anh em có thể quan tâm đến những cái tựa game online hoặc là offline. Mình nghĩ thì nếu mà so những tựa game online thì bất cứ một tựa game nào thì hoàn toàn đều có thể max setting mức FPS là rất cao. Còn với những tựa game offline cũng sẽ tương tự như vậy. Chúng ta có thể tận dụng những cái tính năng DLSS này, hoặc là anh em có thể chơi game trên màn hình có độ phân giải là 2K có tần số quét cao thì vẫn đáp ứng được là hoàn toàn thoải mái. Còn về mặt dung lượng RAM thì sao? Cái này sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng thôi. Mình thì hầu hết những cái sản phẩm mình sẽ đều sử dụng là 2GB 8GB với tổng dung lượng là 16 để có thể cho anh em một cái nhìn trực quan hơn. Anh em nào mà thích dùng nhiều thì có thể cắm lên thành 32GB. Còn về khả năng sử dụng thực tế thì nó cũng sẽ khác xem nhau khi mà anh em chơi game. Còn khi mà chúng ta làm việc thì câu chuyện nó mới khác đi một chút. Cái phiên bản RTX 3080 Ti ở đây là phiên bản đến từ MSI Gaming Trio. Anh em có thể nhìn thấy là 3 cổng cấp nguồn 8 pin kèm theo CPU nữa. Thế nên cái bộ nguồn mình khuyến cáo cho anh em thì anh em cứ thế mà cộng lên, đây là bộ con này sẽ tiêu thụ khoảng chừng 360W này, cộng với CPU khoảng chừng là 130W, anh em cộng dư ra thêm khoảng chừng 200W điện nữa là anh em có bộ nguồn ưng ý rồi. Nhưng lưu ý nhá, là phải những cái bộ nguồn xịn ấy, chứ đừng mua cái bộ nguồn nó ghi cái chữ là 800 thế nhưng mà giá nó chỉ khoảng 300.000. 800 fake đấy, không phải thật đâu. Và bây giờ như thường lệ sẽ là phần test hiệu năng của sản phẩm.
Và nếu như anh em nào quan tâm đến những cái sản phẩm, những cái bộ PC thì đừng quên, đường link sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Anh em có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều những cái led RGB. Thì hai quạt đằng trước ở cái bộ cây này là có sẵn rồi. Thì hai quạt này sẽ khá là to, nó đảm bảo cho anh em hút thổi vào là cực kỳ mát mẻ. Còn bên trên đây là ba quạt này thì mình sử dụng là một kit fan rời, thế nên là anh em có thể đầu tư khoảng chừng 600.000 nữa để đảm bảo được cái bộ PC của chúng ta nó có một cái hiệu năng sử dụng là mát mẻ nhất này. Anh em sẽ không cần phải băn khoăn về nhiệt độ, chỉ khoảng 6 tháng đến 1 năm anh em tháo ra vệ sinh bụi, khuếch phủi bụi một chút là bộ PC anh em trông như mới mua luôn. Gặp lại anh em trong video sau.